Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, hay công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Trong số các bị can, ông Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, các bị can Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương, Nguyễn Thị Trang, giám đốc tư vấn và dịch vụ tài chính tại Sở Tài chính tỉnh Hải Dương bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ban đầu ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sau đó thay đổi sang tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên Tại bản kết luận điều tra này, C03 tiếp tục đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Thăng sang tội nhận hối lộ để truy tố theo quy định pháp luật. Theo kết luận điều tra, ông Thăng giữ chức bí thư tỉnh ủy Hải Dương từ tháng 11 năm 2020 đến khi bị khởi tố bắt tạm giam vào ngày 17 tháng 9 năm 2022. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, ông Thăng gặp cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Tại đây, ông Long giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm chống dịch của ông Phan Quốc Việt và đề nghị cho công ty Việt Á về tỉnh Hải Dương hỗ trợ phối hợp xét nghiệm chống dịch. Chấp nhận đề nghị này, tại các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 29 tháng 1 năm 2021, ngày 1 và 2 tháng 2 năm 2021, ông Thăng chủ trì và kết luận chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ký hợp đồng với công ty Việt Á Quá trình công ty Việt Á thực hiện xét nghiệm tại địa phương, ngày 20 tháng 2 năm 2021, ông Việt đến phòng làm việc của ông Thăng và đề nghị tạo điều kiện để công ty Việt Á được xét nghiệm diện rộng cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Ông Thăng đã đồng ý cho công ty Việt Á là đơn vị chủ công trong công tác xét nghiệm tại Hải Dương. Tại buổi gặp này, ông Việt đã đưa cho ông Thăng 100.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 2 năm 2021, Thường trực tỉnh ủy Hải Dương họp mở rộng Ông Việt được tham dự và phát biểu cho rằng CDC Hải Dương và công ty Việt Á có thể đạt năng lực xét nghiệm từ 60.000 đến 80.000 mẫu gột một ngày. Sau đó, ông Thăng đã kết luận chỉ đạo nâng công suất của CDC Hải Dương theo con số mà ông Việt đề xuất. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch giao công ty Việt Á phối hợp với CDC Hải Dương mở rộng phạm vi xét nghiệm. Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 để bàn một số nội dung, trong đó có việc khó khăn trong mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch, ông Thăng đã chỉ định ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm đợt 3 năm 2021 để CDC Hải Dương hợp thức hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng thanh toán tiền cho công ty Việt Á. Ông Phạm Xuân Thăng thừa nhận, Ngoài 100.000 đô la Mỹ ông Việt đưa ngày 20 tháng 2 năm 2021, còn được ông Tuyến 3 lần đưa cho tổng số tiền 600 triệu đồng và 50.000 đô la Mỹ tại phòng làm việc của mình. Ngoài ra, ông Thăng thừa nhận việc kết luận chỉ đạo liên quan đến công ty Việt Á nêu trên là không đúng thẩm quyền, không đúng quy chế, quy định pháp luật, dẫn đến việc ông Việt và ông Tuyến lợi dụng để phạm tội, gây thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp và người dân. C03 xác định từ sự chỉ đạo của ông Thăng, CDC Hải Dương và công ty Việt Á đã thông đồng gian lận trong đấu thầu, giúp công ty Việt Á trúng thầu theo đơn giá mà doanh nghiệp này đưa ra. CDC Hải Dương sau đó ký thanh toán gần 148 tỷ đồng cho công ty Việt Á từ nguồn ngân sách nhà nước, gây thiệt hại gần 74 tỷ đồng. Ngoài ra, trước khi hợp thức hồ sơ đấu thầu, ông Tuyến đã thỏa thuận với ông Việt sẽ chi lại cho ông Tuyến và một số lãnh đạo địa phương từ 20 đến 25% giá trị hợp đồng sau khi thanh toán. Theo thỏa thuận này, từ ngày 19 tháng 5 năm 2021 đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, ông Tuyến đã 3 lần nhận tổng số tiền 27 tỷ đồng do công ty Việt Á chuyển. Số tiền này ông Tuyến đã đưa cho ông Thăng 600 triệu đồng và 50.000 đô la Mỹ, đưa ông Phạm Mạnh Cường, giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương 7 tỷ đồng đưa ông Nguyễn Mạnh Cường 300 triệu đồng, đưa một số lãnh đạo cán bộ CDC Hải Dương tổng số tiền 1,82 tỷ đồng, số còn lại ông Tuyến sử dụng cá nhân. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanh vn cùng kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.